Anh em đọc truyện thì bớt 1-2 giây để ấn đăng ký với ấn like để ủng hộ mình nhé. Đấy cũng là cái động lực để mình làm tiếp các tập mới và các bộ mới để cho anh em. Linh Châu mà Lý Nguyên Vọng ở, Hồ Trường Giáo, Công Tôn Nhật Hoa Sư Đệ và Nguyệt Hoa Sư Muội đã tra xét được tin tức của Cố Phán Sư Muội liên lạc với Dương Khai. Cho nên chúng ta đang tìm tung tích của Dương Khai đó, theo như tin tức mà bọn họ cung cấp. Vậy các ngươi đã tìm thấy chưa? Còn chưa có phát hiện. Một đám ngu dốt bị người ta dắt mũi mà còn không biết. Nàng nhà ta sao lại nuôi ra đám ngu ngốc các người cơ chứ? Ý của trưởng giáo là Dương Khai đó không hề trốn ở đây. Nếu hắn trốn ở đây, sao có thể qua được cảm nhận của ta cơ chứ? Bản tọa cũng không phát giác ra, sao các ngươi có thể tìm được chứ? Đệ tử hiểu rồi, là hai huynh muội Công Tôn Nhật Hòa và Nguyệt Hoa đã lâm trận bỏ trốn, vẽ đường cho hưu chạy, cố ý truyền ra tin tức giả, làm dối tầm nhìn của chúng ta. Về sau khi đi đường tuyệt đối là đừng cúi đầu. Đệ tử không hiểu, xin trưởng giáo chỉ giáo. Bản tọa sở nước ở trong não của các ngươi sẽ bị đổ ra, cút cút cút, đều cút hết đi cho ta. Trưởng giáo, Tư Vị vác đá đập chân mình, không dễ chịu đúng chứ? Bớt nói những lời phong lương đi, tiểu tử đó mới ra ngoài. Có lẽ là tiểu phán nhi lúc trước, khi dẫn hắn đi thăm thú, đã nói với hắn tọa Ninh Châu này là của bản tọa. Đến nay hắn bị rất nhiều đệ tử của Lang Nha đuổi theo, chắc chắn là rất tức giận trưởng giáo, như người không đi ngăn cản. Cho nên cố ý dẫn bộ họ đến để khiến người ghê tởm. Ta sẽ không để hắn yên đâu. Tiểu tử này cũng cứng đầu lắm, rõ ràng đang bị bao vây, lại không chịu đến tìm người. Thực ra hắn chỉ cần đến tìm người, nói rõ tất cả để người ra mặt ngăn cản. Hắn cũng không biết bản tọa đã hạ mệnh lệnh gì. Việc này cũng đúng. Ồ, là đám người của Triệu Sư Huynh. Triệu Sư Huynh đã bắt được tặc tử đó chưa? Tên phản đồ nhà người đánh chết người. Rốt cuộc là chuyện gì hả? Chúng ta đi. Hồ nước của Trúc Lâu, nơi ở của Cố Phán. Dưới đáy hồ Trúc Lâu của Linh Châu mà Cố Phán ở các ngươi đã tra xét chưa hả? Đáy hồ mặc dù không ai kiểm tra, nhưng những ngày nay có không ít sư huynh sư đệ ở bên trên ngang qua, thần niệm cảm chi không có dị thường. Không được sơ sót, Dương Khai thân là lục phẩm. Có lẽ có chút pháp môn ẩn giấu hơi thở. Không phải đều nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất hay sao? Cố sư muội được chăm sóc đặc biệt ở đây, nói không chừng hắn chính là thích liều mạng, cố ý trốn ở quanh đây. Lời của Triệu sư huynh nói rất có lý, vậy ta xuống dưới xem thử. Không được, mặc dù người là lục phẩm, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Vẫn là để ta thử đi. Chắc ta không để lộ ra sơ sót gì chứ? Ba người này vì sao lại dừng lại ở đâu lâu như vậy chứ? Mẹ nó! Triệu sư huynh uy vũ, Triệu sư huynh công lực quả nhiên là thâm hậu hùng hậu. Sư đệ bội phục, bội phục. Nào có, chút trò nhặt, nhỏ nhặt mà thôi. Ê, ta trốn sâu như vậy mà cũng có thể tìm được. Ta đến Nang Nha Phúc Địa chỉ vì tìm Mặc tộc và Mặc hóa giả. Ta rốt cuộc là đắc tội với ai cơ chứ? Đáng yêu. Triệu sư huynh, cẩn thận. Không chịu nổi một kích, nuôi xuống cho ta. Người cũng nuôi xuống. Người một nhà tốt nhất là đầy đủ. Người cũng xuống cùng với bọn họ đi. Ơi, đều là lục phẩm. Tiểu tử này vậy mà lại hoàn toàn một địch ba trong thời gian ngắn như vậy. Còn có chiến tích toàn thắng. Đây có quần là lục phẩm nữa không? Có lục phẩm lợi hại vậy sao? Ba vị sư huynh sao lại phải khổ vậy chứ? Để ta yên ổn ở dưới đó không được hả? Sao cứ ghép ta phải lộ diện chứ? Có tin tức truyền đến. Chúng ta thua rồi, giờ sẽ rút lui. Về sau cũng sẽ không làm khó ngươi nữa. Rút lui gì chứ? Hình như các ngươi có việc gì đó giấu ta thì phải. Không có, Dương sư đã hiểu lầm rồi. Vậy sao? Lý Nguyên Vọng, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Lý Nguyên Vọng, vậy mà lại đem ta làm đá mài để lịch luyện bản môn đệ tử. Còn lấy việc
vào ngữ quang nôi giới nịch luyện gì đó để làm phần thưởng, chẳng trách tìm kiếm ta lại tăng cường lớn như vậy. Hơn nữa, độ nhiệt tình cũng tăng cao hơn nhiều. Không đúng, Lý Nguyên Vọng biết được mục đích ta đến Năng Nha Phúc Địa, vì sao hắn phải làm việc như vậy để ngăn cản ta chứ? Trừ phi là muốn đẩy Năng Nha xuống nước, tiện cho ta nhân cơ hội mò cá hả? Hắn muốn khuấy nước độc của Lang Nha để mình nhân cơ hội trà trộn, nhưng loại chuyện này người trà hỏi với ta trước có chết hay không, tự nhiên bị người ta lợi dụng thật không thoải mái. Bên hồ, ngươi muốn làm gì? Đừng khẩn trương, Triệu sư huynh phải không? Ta xem chiếc nhẫn không gian này của huynh khá là đặc biệt, có thể cho ta xem thử hay không? Ngươi đừng hòng. Triệu sư huynh suy nghĩ cho kỹ. Nếu Lý Nguyên Vọng muốn khuấy nước độc, vậy thì ta như ý của hắn, nhưng bất luận thế nào, ta tuyệt đối không thể nào bị hắn lợi dụng không được. Ngươi đúng là tán tận lương tâm, bớt nói nhảm. Muốn ta bỏ qua các ngươi, mỗi người ít nhất là cho ta một vài tài nguyên lục phẩm hoặc là vật tư có cùng giá trị. Dám không cho, bây giờ ta lột sạch các ngươi treo lên trời, đưa đến Ninh Châu bên kia thị chúng. Ba vị sư huynh khách sáo như vậy, sư đệ đúng thật là thụ sủng nhược kinh. Đây là đan dược trị thương mà hư không địa ta luyện chế, hiệu quả không tệ, ba vị sư huynh có thể thử. Cái này không cần tiền chứ? Cái này là có thể lấy. Đùa thôi, ba vị sư huynh yên tâm đi, Dương Mộ cũng là người nói đạo lý. Nếu lấy tài vật của ba vị thì ta không làm khó ba vị nữa. Lâu Trúc, đám người này thật không phải là thứ tốt lành gì, ta có ý tốt đưa tin cho bọn họ, tại sao họ lại chạy đến đánh ta một trận? Lát nữa tính sổ với từng người họ. Dương sư huynh, huynh không sao chứ? Không sao, sư muội không phải nó. Tiểu tử, ngươi còn dám hiện thân? Ba vị sư huynh này, chỗ ta có đan dược trị thương thượng hạng, đảm bảo thuốc vào là khỏi bệnh ngay, sư huynh có cần hay không? Không cần. Không không không, sư huynh cần, đã nói không cần. Sư huynh ta hỏi lần cuối, đan dược trị thương này huynh cần hay là cần? Hay là cần đây, cần. Một bộ tài nguyên lục phẩm hoặc vật tư có giá trị ngang nhau, cướp à? Đúng, chính là cướp. Hôm nay xem như là ta thiệt. Tiểu tử đừng hòng hống hách, Lang Nha ta nhiều nhân tài, sẽ có người để ngươi biết tay. Ta chờ là được. Sư đệ thật là đại thiện nhân, rõ ràng có thể cướp, nhưng vẫn cho viên đan dược. Viên đan dược trị thương đó cổ đệ còn không, ta cũng muốn mua một viên. Thích loại người thông tình đạt lý như sư tỷ. Sư tỷ sau này cần đan dược trị thương, nhất định là phải tìm ta. Cố sư muội, chờ ta bận xong chuyện bên này lại đến tìm muội. Sư huynh cẩn thận đó, nhà đầu chết tiệt, sao không quan tâm chúng ta? Cánh tay hướng ra ngoài cũng nộ liễu quá rồi. Cũng không biết sau lần này, các sư huynh đệ phải tổn thất bao nhiêu vật tư đây. Trên vùng Tam Giác Linh Châu, chuyến rèn luyện Năng Nha này triển khai trong tình hình mình không hề hay biết gì, mình không thể nào dùng sức của một người đối mặt với lục phẩm khai thiên của Lang Nha. Nhưng trong khoảng thời gian đó, lượm được một chút lợi ích vẫn được. Chờ tìm được Dương Khai, chúng ta chém hắn một trận, chúng ta chia 3-7. Sư huynh có thể chia 3 phần chứ? Sao cũng phải chia 5-5. Trong đội này sao còn ngũ phẩm? Cũng thật không để mình vào trong mắt, lại còn muốn chém mình. Mấy vị bị thương không nhẹ. Ơi! Biết rõ còn hỏi, vết thương này chẳng phải là ngươi đánh hay sao? Dương sư đại công lực thâm hậu, đế quẩn bất phàm, bọn ta nhận thua. Mèo khóc chuột giả từ bi, thật là không phải người. Đã nhường. Chỗ Dương mẫu cố đan dược trị thương thượng hạng, mời chư vị. Đa tạ. Ý, phẩm chất của đan dược trị thương này không tệ, cảm giác còn tạm được. Giá một bộ tài nguyên lục phẩm hoặc là vật tư có giá trị cung cấp. Cái gì? Sao hả? Mua đồ trả tiền chẳng phải là chuyện bình thường hay sao? Tuy Dương mẫu một mình thế yếu,
nhưng cũng không dễ ăn hiếp đâu. Thứ mà Dương Sư Đệ nói chắc không phải là đan dược trị thương này chứ? Còn có thể là gì? Đan dược trị thương này chẳng lẽ không phải sư đệ tặng cho bọn ta hay sao? Ta đánh các ngươi bị thương còn tặng các ngươi đan dược trị thương, ta trông nhàn lắm hay sao? Ta muốn cướp bóc của các vị, mau lên đừng nề mề. Bọn người Triệu sư huynh đều cam tâm tình nguyện bị ta cướp, các ngươi cũng không thể nào ngoại lệ. Dương mỗ nhân ta, cướp trước giờ giá cả công đạo hợp lý, già trẻ như nhau, cướp xong nhớ ra ngoài tuyên truyền đánh giá tốt nha.